Dồn gụm mình có phải không? Mọi người biết không, ngồi bên đây mà nghe được tiếng rộp tiếng giòn á, tiếng giòn rộp rộp luôn á. Ngon ha. Có nấm đông cô nè, các cái loại chả, chả chay. Thật sự là ăn chay rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh Không Sợ Mập. Và ngày hôm nay thì Phương Anh và Minh sẽ dẫn mọi người đến review một cái quán ăn cũng rất là mới. Thật ra cũng không phải mới đâu, đây là chi nhánh thứ ba của quán cơm chay Tâm Đức của chị Angela Phương Trinh. Thì quán này thì đã có 3 chi nhánh rồi mọi người. Cái chi nhánh ở Thủ Đức nè, ở quận 7 nè, ở đây thì là chi nhánh ở quận Gò Vấp. Ừ thì nó mới khai trương gần đây thôi, nên là Phương Anh với lại Minh ghé đây để mà review một vài món gọi là đặc trưng đúng không? Đúng rồi, nổi tiếng của quán để cho mọi người cùng theo dõi. Hồi nãy Phương Anh với Minh bước vào quán thì không gian này cũng khá là thoáng á. Tông màu chủ đạo là màu xanh các bạn. Màu xanh mình nghĩ là ý nghĩa của thiên nhiên, thực vật đồ ấy. Do là dễ con người của chúng ta dễ chịu. Ở đây mở nhạc, có mở nhạc thiền nữa, nên là mình bước vào quán mình cảm thấy là rất là nhẹ nhàng á. Phương Anh có nghe cái mùi gì không? Đúng rồi, Phương Anh có để ý quán có đốt cái mùi gọi là trầm hương đúng không? Trầm hương đúng rồi. Trầm hương nên là khá là dễ chịu á. Vừa làm cho con người chúng ta thư thái, thư thái các bạn, nhẹ nhàng. Kiểu cảm giác mà vào đây ăn xong rồi vừa thưởng thức món ăn nè, xong rồi vừa thư giãn nữa cũng rất là hợp, mát mẻ, dễ chịu, thoải mái. Bây giờ thì Phương Anh với lại Minh sẽ gọi món nha. Thì ở đây á, Phương Anh nhìn menu thì có rất là nhiều các cái loại món. Có cơm tấm nè, cơm thập cẩm, canh chua. Ở bên đây thì sẽ có những cái món theo ngày. Mọi người thấy không? Từ thứ hai đến chủ nhật á, sẽ có những cái món đặc trưng riêng của những ngày đó. Và đặc biệt ở bên đây thì sẽ còn có lẩu nữa nè. Lẩu theo thứ luôn đúng không? Lẩu cũng theo thứ luôn. Và rất rất là nhiều loại lẩu. Lẩu nấm, lẩu chao, cù lao, miền Tây, rồi có cả lẩu mắm nữa nè. Ngoài ra thì còn có những cái món ăn đi kèm rất rất là nhiều. Mì trứng, bún, đậu hũ kỳ, đậu hũ non. Nói chung quán này cũng khá là đa dạng món. Mình hấp dẫn quá. Bây giờ đi thôi, hấp dẫn quá. Chắc là bây giờ Phương Anh với Minh gọi ha. Mình muốn ăn món nào? Mình thích cơm đi. Xin gọi cơm. Mình gọi cơm đúng không? Ở đây Phương Anh thấy có cơm tấm, mọi người cũng hay gọi nhiều. Đúng rồi, cơm tấm đặc biệt nha, mất cơm tấm muốn đặc biệt á. Còn Phương Anh bữa nay là Phương Anh với lại Minh đi thứ tư, cho nên là thứ tư thì nó sẽ có phần mì tiềm nè mọi người, với lại bánh hỏi heo quay chay. Thì chắc có lẽ là Phương Anh sẽ ăn món nước cho nó nhẹ dễ, cho nó nhẹ nhàng, chắc Phương Anh sẽ gọi mì tiềm. Giờ mình gọi chị, chắc mình gọi món đi. Dạ, cho em gọi món. Dạ. Giờ lấy cho em một cái mì tiềm. Dạ, cho em một cái cơm tấm phụ đồ đã. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chị ơi, chắc cho em gọi một phần mình uống gì? Mình uống nước mông cúc đi. Uống mông cúc đúng không? Dạ, chị ơi, chị cho em một phần sâm ngọc linh đường phèn. Dạ, chị là một bông cúc với lại thêm một sâm ngọc linh đường phèn. Dạ rồi, dạ, cảm ơn chị. Dạ đúng rồi ạ. Rồi ở đây là phần nước Phương Anh với lại Minh gọi ra là nha, của Minh là bông cúc đúng không? Bông cúc. Ở đây có cho ống hút bằng tre. Đúng rồi, đặc biệt ha, những đặc biệt là ống hút bằng tre. Bạn rất là thân thiện với môi trường. Rất là thân thiện môi trường nha. Còn cái phần của Phương Anh là sâm ngọc linh. Sâm ngọc linh nha mọi người. Bây giờ Phương Anh sẽ uống nước trước, trong thời gian mà mình đợi món ăn chính của mình ra. Đây mình mở lên cho. Ok. Rồi, cảm ơn Minh. Rồi. Ok. Ở trong cái phần của Phương Anh, nước Phương Anh gọi thì có thêm cả hột é nữa nè. Đó. Cái phần trắng này là gì ta? Để Phương Anh rót ra chút xíu. Vẫn chưa xuống nha mọi người. Mình nhìn giống như là... Nhìn nó giống như... Bông tuyết vậy đó. Bông tuyết vậy đó, giống như chè. Để Phương Anh đọc thành phần nha. Có lá dứa nè, đường phèn nè, hạt chia nè, với lại sâm tươi, sâm tươi bốn chín, chắc cái phần này là sẽ là sâm tươi á mọi người. Nước bông cúc ở đây là không quá ngọt nha các bạn. Đây, món chín ra rồi. Phần này là mì tiềm đúng không chị? Mì tiềm. Đây là phần mì mà hồi nãy Phương Anh có gọi là mì tiềm đó mọi người. Nhìn hấp dẫn quá Phương Anh ơi. Thơm á, rất là thơm mùi thuốc bắc á. Đúng rồi, đây có táo tàu nè, mình thấy táo tàu nè đó. Có các loại nấm với lại các loại chả chay, rồi rau củ và hạt sen. Cái này là ngó sen chứ, ngó sen. Thì Phương Anh sẽ lấy đũa. Thơm quá. Thơm
ngon quá, thơm quá mọi người. Thơm bên lắm ngon, luôn á. Bên còn ngửi được nữa. Cái tô của Phương Anh cực kỳ thơm, mùi thuốc bắc luôn á cả nhà. Thèm quá các bạn ơi. Ngon. Bây giờ mình sẽ đợi cái phần cơm tấm của Minh ra và mình thưởng thức nha. Và bây giờ mời các bạn cùng Minh Phương Anh thưởng thức nha. Em cũng thấm vô. Để nhìn cái phần của Minh trước, nhìn màu sắc, không? Nhìn hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn rồi. Chị có mắm luôn nè, đỏ. Tuyệt vời. Quá ngon, quá ngon. Phương Anh thấy cái miếng sườn của Minh đâu? Nướng như kem, rất là thật nha. Nướng thì rất là thật. Rất là thật luôn đó các bạn. Mình đoán cái miếng này là gì ha? Phương Anh thấy nó giống cái miếng sườn non á. Bình thường cái miếng sườn non mình hay xé ra để chiên giòn á. Thì Phương Anh nghĩ cái miếng đó xong người ta sẽ ướp gia vị tẩm đường lại, sẽ nó chiên lên. Vậy mình nhìn thử nó sẽ hơi giòn giòn. Cắn thử luôn. Chắc là cắt ra không được rồi đó, mình phải cắn cả một miếng. Sao? Giòn gụm không các bạn? Ngon. Mọi người biết không, ngồi bên đây mà nghe được tiếng tiếng giòn á, tiếng giòn rộp rộp luôn á. Ngon ha. Rất là vừa ăn nha Phương Anh. Còn đây là cái phần mì tiềm của Phương Anh. À, có hạt sen nè, có táo tàu nè, có nấm đông cô nè, các cái loại chả, chả chay, với lại cà rốt và đậu hũ. Bây giờ Phương Anh sẽ thử cái nước dùng này trước nha. Cực kỳ thơm mùi thuốc bắc, rất là thơm. Thơm quá. Mình ngồi kế bên còn nghe nữa đó. Cái nước ngọt rất là dịu nha. Thanh đúng không? Thanh dịu. Và cái nước từ táo tàu ra nè, với lại rau củ quả nó ra, với lại thêm cái mùi thuốc bắc nữa, làm cho cơ thể chúng ta thật là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Ngon lắm các bạn. Thấy Phương Anh ăn nó cũng thèm nữa nè. Chứ nãy giờ mình chưa thêm tô mì tiềm nữa đúng không? Cái món mì tiềm này chỉ có buổi thứ tư thôi, nên mọi người muốn thử món mì tiềm này thì ghé vào ngày thứ tư nha. Rất là nhiều. Mà Phương Anh để ý hôm nay là như ngày đầu tiên khai trương đúng không? Mà quán rất là đông. Mọi người thấy quán hồi nãy bước vào cực kỳ đông khách luôn. Bạn thấy không? Rất là đông khách nha. Đây, sợi mì rất là tươi nha. Ngon quá, Phương Anh ăn ngon quá. Mì nó không có bị bở mình. Ăn nó nấu vừa chín tới á, rất là ngon. Mình có thích ăn chay không? Mình cũng thích ăn chay đó nha. Thật sự là ăn chay nó rất là tốt cho sức khỏe á, mọi người nó công nhận. Thỉnh thoảng mọi người đi ăn chay á, cảm giác như nó thanh lọc cơ thể lại á. Nhẹ nhàng như lông hồng vậy đó các bạn. Nhẹ nhàng, ăn xong mình muốn bay luôn. Mà hồi nãy á, Phương Anh để ý menu á, giá này cũng khá là ok. Bình dân. Tại vì thường đi những chỗ khác thì giá nó sẽ cao nhỉnh hơn xíu. Rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi các bạn. Tầm từ khoảng 25.000 trở lên. 25.000. Như phần của mình là 25.000 đúng không? Đúng rồi. Sườn bì chả rất là ngon nha. Các bạn ăn đây, các bạn cộng thêm nghe nhạc nhẹ nhàng nữa đúng không Phương Anh? Đúng rồi. Chúng ta giống như lạc vào cõi tiên vậy đó. Chỉ cho mỗi cái bì mình làm. Dạ. Rồi ngay mỗi cái miếng sườn này mình làm từ bằng cái gì? Dạ, mì rồi mình nêm nước gia vị. Dạ, mì ngon quá chị. Rất là ngon. Bạn như là nãy mình hỏi chị á, là chị nói là cái mì này làm từ miếng nha các bạn. Miếng và ướp tẩm gia vị vô. Đó. Còn trứng đây á, là mình thấy là có nấm đông cô đấy. Đúng không? Nấm mèo. Với cái bún tàu nha các bạn. Đó. Bột gạo nữa. Tuyệt vời các bạn ơi. Chứ mà ngon. Đúng rồi. Miếng là bì nè, rất là dai nha, rất là ngon nha. Rau củ quả cũng rất là mềm á. Người ta hầm vừa tới á, nên là cắn một cái rất là mềm, không có bị sượng hay là cứng, rất là dễ. Đây là nấm đông cô nha. Đồ ăn chay mà ngon như thế này, tất nhiên ăn hoài luôn các bạn. Đúng không em? Ăn mà mình cảm thấy không thấy ngán nữa, đúng rồi. Bữa nào mà giao nghiệp nhiều mới có thể đến đây ăn. Đúng rồi. Để trải nghiệm. Cái giỡn thôi chứ các bạn ăn các bạn rất là nhẹ nhàng cơ thể, bay như lông hồng nữa. Đùa thôi chứ ăn cái này rất là tốt đó mọi người.
tốt cho sức khỏe. Hồi nãy chúng ta để ý là như mọi người lại đây mọi người kêu lẩu nhiều. Đúng rồi, lẩu rất là nhiều nha. Đa số là kêu lẩu rất là nhiều á. Đây ở đây mình thấy là có một món lẩu là lẩu hải sâm. Lẩu hải sâm. Đúng rồi, là món lẩu đặc biệt tại quán này luôn nha các bạn. Đó. Ê, lần sau mình đến mình gọi lẩu đi. Đúng rồi, gọi lẩu đi. Lẩu hải sâm đi ha. Quán này nó sẽ mở từ khung giờ là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Nhưng mà thường anh nghĩ là mọi người nên đến ăn buổi tối để cho nó mát mẻ. Tại vì quán ở đây là sẽ để quạt, quạt máy. Với lại là không gian hơi nhỏ nhưng mà bù lại được cái là ấm cúng. Đó, đúng rồi. Cửa ra vào được ấm cúng nữa ha Phương Anh. Đó. Trong chén canh của bên đây này nè. Giờ có thơm nè. Đó, thơm. Thơm các bạn đó. Rồi có bạc hà. Đó. Có giá đó. Nhưng là nấu theo kiểu canh chua nha Phương Anh. Canh chua đó. Canh chua nhưng mà không chua quá nha các bạn. Rất là ngọt đó. Vị kiểu sao mình? Giống như Phương Anh hãy nói á. Thanh thanh đó. Đúng rồi, thanh thanh, ngọt ngọt. Chua chua nhưng mà không chua lắm đó. Tại vì nấu bằng tất cả các loại rau củ mà. Mình nghĩ là nước ngọt là từ thơm nè, thơm ra đó. Nên nó không có vị gắt lắm. Đúng rồi. Ngon quá. Ngon quá. Sao mình bình tĩnh vậy? Mình chắc chắn sẽ ghé lại quán này nhiều lần nữa các bạn. Đúng không Phương Anh? Phương Anh cũng vậy đúng không? Bên là Phương Anh sẽ hẹn có dịp nào đó ghé lại đây nữa để mà ăn các cái loại lẩu. Là lẩu nó rất là nhiều loại mọi người. Cho nên là bạn sẽ ghé lại thêm một lần nữa với mình. Với lại đó, để ý sao mà hầu như là nãy giờ bạn nào cũng gọi lẩu đúng không Minh? Lẩu đúng rồi. Rất là nhiều nha. Các bạn đến đây các bạn nên thử lẩu. Đặc biệt là đi khoảng 3 người, 3-4 người mình nên chọn cái phần lẩu. Thì nó nhìn rất là hấp dẫn. Thơm lắm. Và bây giờ nếu các bạn á ai là tín đồ của ăn chay á thì các bạn xem clip này hãy share rộng rãi ra để cùng Minh và Phương Anh và các bạn gọi là có một cuộc sống healthy đúng không? Đó. Mình và bây giờ thì Minh và Phương Anh xin kết thúc clip này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Không Sợ Mập và ai yêu quý các bạn yêu quý Minh và Phương Anh thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ Minh Phương Anh nha. Chào tạm biệt các bạn. Yeah.